Chiếc xe nhập khẩu số sàn máy 1.4 đời 2008, xe tư nhân một chủ từ đầu đây các bác này, không chạy dịch vụ taxi ngoài làn luôn. Đây là những mẫu xe bền bỉ lành lặn. Xe này mà mua về gia đình thì bền muôn thuở luôn các bạn. Nếu các bác mà mua về đi gia đình thì bền muôn thuở luôn. Và các bác nhé, thì xe đẹp như thế này, sạch sẽ như thế này mà cũng chỉ đó tầm nhô trăm một tí thôi. Nhô trăm một tí thôi nha các bác nhé. Bác nào mà đang có nhu cầu mua xe tầm hơn 100 triệu thì để ý cho em Xuân Hùng là alo cho em theo số điện thoại 0896108883. Em Xuân Hùng đã bán xe tại thành phố Hải Dương đây. Các bác nhìn đây, xe đời 2008 và chiếc này thì máy 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc, như là xe tư nhân một chủ từ đầu biển Hà Nội nhé. Không có chạy dịch vụ taxi gì cả, cho nên là chạy ra khá là lành lặn, bền bỉ và chắc chắn. Bác nào ưng chiếc xe này có thể alo trực tiếp cho em Xuân Hùng, em Xuân Hùng sẽ ship tận nhà. Đây các bác thấy xem, biển 30 Hà Nội, xe tư nhân một chủ từ đầu luôn ạ, không chạy dịch vụ taxi luôn. Các bác để ý cho em một chiếc xe nó đẹp như thế này. Và phiên bản này là máy 1.4 cho nên là chạy nó khá là đầm chắc và khỏe. Với cái dòng xin Hyundai Getz này ấy, thì chạy khá là tiết kiệm nhiên liệu. Đâu đó chỉ tầm 4,5 lít cho đến 5 lít 100 km trên đường trường mà thôi. Đấy, xe thì khá là sạch sẽ, gọn gàng và lốp mới đây. Vâng ạ, lốp này chạy thì nó quá ổn định rồi. Và em đã chạy đường đèo vào đời khoảng 500 km về rồi, cho nên là yên tâm các bạn. Xe này quá chất lượng, không phải nghi ngại gì cả. Xe biển 30 Hà Nội, một chủ từ mới. Và xe này không chạy dịch vụ taxi, cho nên là các bác yên tâm nữa. Dòng xe chạy mà không chạy dịch vụ taxi thì máy nó êm lắm, mà chạy khỏe lắm, bền bỉ lành lặn luôn. Và xương sáu còn nguyên hết, con này không đâm đụng va chạm gì nhá. Đăng kiểm còn khá dài, đến tháng 7 2024. Đấy ạ, tháng 7 2024. Đấy các bác đẩy cho em một chiếc xe Hyundai Getz đời 2008. Và dòng này phiên bản này, phiên bản đặc biệt là máy 1.4 nhá. Máy 1.4 luôn ạ, chứ không phải là máy 1.1 bình thường đâu. Xe thì khá là sạch sẽ, đẹp như thế này, chắc chắn như thế này, đúng không ạ? Đấy các bác, và để ý cho em là nếu bác nào ưng chiếc xe này, nhà em còn một chiếc xe Hyundai Getz màu xanh nữa, thì máy 1.1, chiếc này thì máy 1.4 các bác ạ. Nội thất sạch sẽ, gọn gàng, và máy cái dòng 1.4 này chạy thì nó quá chất rồi, quá chất và khỏe luôn. Đấy các bác, cho nên yên tâm nhá, đi chiếc này về thì không phải nghĩ ngợi rồi. Máy số ngon lành, gầm bệ chắc chắn luôn. Cái dòng máy 1.4 thì nó cấu trúc nó khác với 1.1. Đấy, một lát em sẽ quay máy cho các bác xem để các bác trải nghiệm những cái máy 1.4 nó như thế nào, đúng không ạ? Đấy, bác để ý cho em nhé. Sạch sẽ, sơn xi ngon lành, bóng bẩy này, lốp láp ngon lành, gầm bệ chắc chắn. Và dòng Getz này thì không bao giờ bị han mòn, cho nên các bác yên tâm. Đây nhá. Lóc nước của nó cũng đẹp như thế này, gần sườn bóng mượt luôn. Đây nhá, bóng mượt luôn, không có bị sao cả. Keo chỉ đây, các bác nhìn keo chỉ nó còn khá nhiều. Đấy, nó chỉ hơn 100 triệu một tí thôi là có thể sang đường, lên đường được rồi. Đấy, cái dòng xe máy 1.4. Đây, em sẽ cho các bác xem máy luôn nhé. Lổ máy cho các bác xem máy luôn này. Đấy, máy xèo cái lổ thôi. Và máy 1.4. Dòng này là máy như gọi máy Ascent ấy, chứ không phải là máy Getz bình thường. Máy Getz bình thường thì nó chỉ máy 1.1 thôi, nhưng chiếc này là máy 1.4. Đây ạ, các bác đi đây. Máy 1.4 nhá. Đây, đang lổ máy là xèo thôi. Xe thì máy nó vẫn hơi bẩn một chút, nhưng mà thôi các bác đã nguyên thôi. Cái dòng này không nên đụng chạm rửa máy làm gì, nó sẽ không tốt cho điện đóm. Đấy, máy 1.4 các bác nhá. Nó khác so với cái dòng xe máy 1.1. Máy này chạy thì chất lượng rồi. Xe thì quá chất lượng, ok luôn các bác nhá. Đấy, bác nào đang nguyên còn mua thì alo cho em Xuân Hùng nhé. Đấy, em Xuân Hùng đang bán xe tại thành phố Hải Dương. Cái địa chỉ là 1.45 đại lộ Võ Nguyên Giáp, Lên Hồng, thành phố Hải Dương. Bác nào có nhu cầu mua xe alo cho em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.